nhìn nhé. Vâng. Đấy, quả nho chín rồi. Nhanh. Đâu? Ui, chín rồi à? Nó mưa xuống. Ăn mát. À, cả quả táo ở dưới kia cũng không được rồi. Hay là em mang đi bán. Ừ. Ăn chừng này thôi, mấy chừng kia để em mang đi bán. Đáng. Đây, dây nó đây nặng chịu này, sắp đứt cả dây. Ô, nè. Ôi, đau quá, làm phải bao lao. Sam. Ô, quay đây này. Rồi. Đó. Rồi đó. Rồi. Úp. Rồi. 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 Rồi, đây đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi. Ngồi xuống, ngồi. Ôi, ôi. Bán quả gì ạ? Em đi bộ chắc nó lắc hay sao ấy. Biết rồi. Thế là đổ ra nhỉ? Đổ đi. 7 cân nhá. Cái này chưa cân nhỉ? Chưa. Cân vào cái gì? Cân vào. Cái này còn 3 cân, trừ bì đi còn 3 cân. Cộng xem nào, bao nhiêu tiền? Chị sắp tròn nhỉ? Em lấy giá nhập cho chị. Tôi xin 12.000 nhé. Vâng. 212. Em lấy 200 tròn. Em cảm ơn nhá. Ừ.